tiếp đi. Uầy. Ném trúng hai quả này là siêu này. Đi trúng. Ôi trời, xin đồ. Buồn cười mất sự. Giang lém hết đi. Chả quá. Nó bị tắc à? Giang ném trúng lần xem nào. Không, không, từ lúc quen giờ chưa ném trúng. Ném kiểu gì, ném hai bên, ném mạnh vào, nó mới trúng hết được. Đấy cả đâu bắt trước anh bên kia ném, bắt trước anh kia lấy đà ném trúng quả nào đây, đố ném một quả nào đấy, chuyên nghiệp chưa. Tí đổ hết chưa đủ mạnh phải ném thêm tí nữa. Ghê. Ui sức khỏe đấy. Tí bóng quá chừng con ạ. Cầm đi. Uầy. Ném à, thôi. Bực. Bây giờ khó ném thật, khó ném hết. Khó ném.
hết rồi. Xong chưa? Ờ. 6 lượt rồi à? Ném nhẹ nó không lên đến đấy đâu. Ném mạnh nó mới lên đến nơi. Ném nhẹ thì nó mới lăn đi. Ném mạnh vào. Nó thay quá. Ui. Đã trúng trúng cái này mới gọi là giỏi này. Đồ ném vào chúng hết đây. Để chúng chơi tiếp. Đeo chúng cái nào. Không phải mỗi mình con đâu. Mạnh vào. Đúng rồi. Ấy. Mày khóc. Bạn danh dự được một quả. Bảy lượt đấy. Này điểm mà con với sư phụ lẫn nhau hết rồi. Bốn năm à? Ném đi. Ủa. Ghê. Chắc ném trúng hết. Xính. Không phải, tại vì ném nó tay mình hết trong này mà nên phải ném rất là mạnh. Không được quả nào. Còn 40 năm quả. Không được quả nào. Ừ, lấy ra 4 năm à. Cố lên. Mày ơi, mạnh tí đẹp. Ôi điểm nào, 24 điểm. Rồi thầy cho mình ra mấy trường. Sao xe bên kia. Lần đầu tiên chơi bôi anh em. Đấy đúng rồi. Ôi giời. Gần chết, gần trúng hết. Quay cho quả bóng nó chui ra. Đau tay hết. Đây. Thế nào? Không, tôi đang còn làm á. Được 4 quả. Thằng kia nó ném rất là từ mà nó ném chuẩn nhá. Không cần phải ném mạnh đâu. Thử xem họ ném không.
mỗi quả. Mít. Đưa điểm đi không thua, sắp gấp đôi kìa. Nhanh lên, còn 2 quả nữa thôi. Xuống 1 quả. Thôi để sư phụ ném nốt cho. Còn 1 lượt nữa. Ui đau tay thế. Giáng cơ điểm đi. Ném 2 cái là bằng điểm ấy. 26 điểm. Không lên điểm nào. Thì ném thẳng tay tí, hất cái tay ra kia tí. Hất cái tay thẳng lên tí, đừng có vất sang bên này nữa. Nốt quả cuối, ném quả nào được. Nếu quả kia nặng hơn đấy. À, đây là quả cuối cùng. Đây, 5832 này. Đúng rồi, kia. Ôi. Ui. Tí nữa thì kỷ lục luôn. Ôi, hết rồi à? Hết rồi. Vâng, chơi nữa. Bye bye. Xong rồi ra trận này à?